Chào bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gà Nghiệp TV. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay là cái tựa game. Các bạn nhìn các bạn có nhớ tựa game này là gì không? Đúng rồi các bạn, tựa game này có tên là Bubblegum Simulator. Cái mùa Giáng sinh này thì tựa game nó cũng cập nhật một phiên bản và mình vừa coi. Cái update này là update thứ 35 rồi. Công nhận cái tựa game này tồn tại lâu ghê ha các bạn ha. Update thứ 35, một tựa game rất là nổi tiếng của Rumble Studio. Bên cạnh những tựa game năm 2017 là Mining Simulator. Thì bây giờ Rumble Studio có ra một cái tựa game cho năm 2019 và 2020, đó là Rumble West. Và mình sẽ đưa tới bạn một cái video review sau nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào update thứ 35 của tựa game Bubblegum Simulator. Con bé gì bự gì ba, trời ơi, con bé cái chuông các bạn. Hôm nay mình quay trở lại tựa game này bởi vì nó có một cái sự kiện và các bạn gửi cái link review game ở trong Discord ha. Ở đây nè, nó sẽ có một cây thông và nó cho chúng ta một cái phần quà. Phần quà của mình là gì? Hình như cái này là ô tô mở trứng thì phải. À không phải, nhân 2 tốc độ mở trứng trong 60 phút. Và bạn hãy quay trở lại trong 1 tiếng 45 phút nữa để nhận phần quà tiếp theo. Ê, phần quà Giáng sinh nha các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có một khu vực sự kiện. Khu vực sự kiện này nó sẽ có gì? Nó sẽ có một cái người tuyết Christmas Reward. Thì nó là một cái rất quen thuộc, đó chính là chúng ta sẽ mở. Dùng đơn vị tiền tệ mới cho mùa Giáng sinh này là hộp quà. Để các bạn có thể mở những con pet theo cái chuỗi giống như là Season Pass các bạn. Mở rất là nhiều ha. Và trong đây chúng ta có tất cả là 150 slot. Con pet cuối cùng là một con pet gì đó hoàn toàn là vàng, không biết gì luôn. Nhưng mà mình nghĩ nó khá là mạnh đây. Đây là một cái mà cho những người chơi B-Swarm họ chinh phục ha. Mở slot pet cuối cùng. Mặc dù cái tựa game bây giờ nó không còn nổi tiếng nữa. Và bên đây nó chỉ duy nhất có 3 cái trứng thôi. Một cái trứng là Candy S, một cái trứng là Keep S, một cái trứng là Tree S. Yay. Các bạn thấy mình đã mở nát rồi các bạn. Mặc dù chưa ra con pet cuối cùng mà mở cũng gần nát rồi ha. Cái này tốn 185.000 phần quà. Ở đây nè, khu vực này nó sẽ có những phần quà cho bạn ăn. Và cái tip chơi trong cái tựa game này là các bạn mới đầu vô các bạn hãy thu nhập phần quà. Khi các bạn đủ số lượng là 550 quà, các bạn hãy mở những con pet này cho mình. Càng trang bị những con pet có cái chỉ số multiplier quà nó càng cao thì các bạn sẽ ăn được những hộp quà nó càng nhiều. Những con pet đó cho chúng ta multiplier tiền là 1, multiplier gem là 2, tức là hai đơn vị quan trọng nhất trong cái tựa game Bubblegum này. Ví dụ như mình có con này. À, ba chỉ số chứ các bạn. Bubblegum, coin và gem. Và đặc biệt mùa Giáng sinh mà, cho nên những con pet này nó sẽ multiplier chúng ta thêm cái phần quà nữa. Phần quà này để các bạn có thể có cái số quà nè để săn con pet xịn nhất và để mua cái season pass trong cái Christmas reward này nha. Thì như vậy các bạn nghĩ, ủa tại sao lại không có một vùng đất mới à? Thì admin cũng có ghi bên ngoài á là các bạn hãy qua những vùng đất tiếp theo, những vùng đất mà đã từng xuất hiện trong cái tựa game này. Thiệt ra quá trời vùng đất mình chưa khám phá hết luôn các bạn. Ví dụ bây giờ mình đang có mặt ở trong khu vực Candy Can, vùng đất Candy Can. Thì những cái vùng đất nào, những cái khu vực thế giới nào mà những cánh cổng đó có rương thì nó sẽ bonus cho các bạn thêm cái giá trị á là phần quà. Đây nào bạn, cái rương này là rương Candy Chest nha, cho chúng ta là kẹo. Nhưng bây giờ mình sẽ cho những con pet của mình vô team. Ê, mỗi người trong tựa game này có thể equip được 5 con pet. Và mình đã trang bị rồi các bạn. Đây là cái team của mình, các bạn có thể lập team nha. Bởi vì nếu bạn có nhiều con pet với nhiều thể loại khác nhau, các bạn cần phải lập team để các bạn equip cho nhanh. Thì cái tựa game này nó có đó bạn. Mình sẽ equip cái team mình vô 5 con pet này, dễ thương các bạn, khá là cute ha. Thì 5 con pet này chính là 5 con pet mà cho mình cái số multiplayer phần quà nó nhiều nhất. Cái nón thì không quan trọng ha. Đây, 990 nè, 990 hay 4 con này như nhau thôi, 900. Tại vì chúng ta in-gen á, các bạn lên Shiny các bạn thấy in-gen nó là nâng cấp nó lên một cái cấp độ cao hơn nha. Ở đây là tốn quà khá là nhiều luôn. Thì cái con này á là cái con kế cuối của cái trứng cuối, Golden Snowball. Chúng ta là 3.300 coin multiplier, 2.000 gem multiplier và 989 phần quà nha. Giờ mình cho mình ăn nữa bạn. Bạn em, mình có 1.900.000, ý quên, 1.019.000, tuyệt vời. Thường á thì mỗi vùng đất nó sẽ có 5 cánh cổng. Và cánh cổng thứ 2, thứ 3 là nó sẽ không cho chúng ta những hộp quà. Các bạn chỉ đi cánh cổng 1, 4 và 5 thôi. The Gummy Chest ban cho chúng ta là 6.67 triệu cái phần quà các bạn. Rất là nhiều. Rương này có tên là Sweet Chest bằng 12 triệu. Đây chỉ là video review. Bởi vì mình biết là hầu như không còn ai chơi nữa. Chỉ những bạn mà đã gắn bó với tựa game này khá là lâu thì các bạn mới chơi thôi. Ngoài ra thì trong cái tựa game này đã có sự kiện nhân 2 Lucky nè. Tăng 2 khả năng mà các bạn mở ra những con pet xịn ha. Và nhân 2 kinh nghiệm cho những con pet các bạn. Wow, tựa game này có Season Pass các bạn. Season 4 rồi. Season Pass là gì ta? À, nó cho các bạn những cái phần thưởng, những cái buff gì đó. Và các bạn phải làm những nhiệm vụ hàng ngày nè. Daily Challenge nè. Và Quickly Challenge ha. Thì nó sẽ có chúng ta ngôi sao. Ngôi sao này thì mình sẽ nhận những phần thưởng. Ok, cái này các bạn nào chơi những tựa game như là Refi hay là PUBG Mobile á, các bạn sẽ biết Season Pass là gì ha.
hoặc là các bạn chơi Max City đó, Max City Zapdragle á, reward nè, premium nè, mua premium ha. Các bạn mua premium thì các bạn sẽ nhận được cái phần thưởng của cái dòng bên dưới là cái dòng màu vàng này. Đương nhiên thì phần thưởng của premium nó sẽ có giá trị nhiều hơn, 229 Robux các bạn, ghê thiệt. Vô con người tưới coi để mình coi mình có những con pet gì. 300 con này cũ nè, y mình có con Rainbow Dominate nè, con gì của bắp luôn. Con này là trong cái trứng của cái mùa Giáng sinh ha. Tiếp tiếp, con này là của cái trứng mà trong khu vực Candy thì phải. Tiền nó cứ lên từ từ thôi các bạn, thấy chưa. Y Demon Dominate à, theo mình đã không nhầm thì tên nó là Demon Dominate, con thiên thần đúng không. Cái gì vậy ba, 22 slot rồi. Để xem những con bé mình vừa mở ra nó sẽ cho mình cái gì. À, con này là trong thế giới Toyland các bạn. Đây, một cái suite Toyland ha. Cho chúng ta chủ yếu là nhân cái block. Cái block là đơn vị tiền tệ trong khu vực Toyland. Dominate là Candy nè, 325. Nó khá là cùi nè. Con dơi là khu vực bình thường ha, 185 gem, 345 tiền. Luna Coin nữa bạn. Rồi Lam Angel ha. Mấy con này để chật chỗ quá trời luôn. Rồi xóa bớt đi. 150 slot nha các bạn. Pam pam. Pam pam pam. Con bò sắp hết tiền rồi. À, con bet 32 là một con bet hộp quà. Ok. Hy vọng chúng ta sẽ nhận được một cái con bet mà có chỉ số hộp quà nó khá là cao. Trời ơi, nhân chỉ có 185 hộp quà thôi. Và dường như đó là cái con bet ở đây nè. Con bet trong cái trứng ở giữa đó bạn. Video này sẽ không dài ha. Mình chỉ điểm tin cho các bạn là hiện tại từ game Bubble Gum cho những bạn nào mà còn thích chơi á, hoặc là lâu lâu nhớ từ game này quay trở lại chơi, là đang có sự kiện Giáng sinh thôi. Bây giờ mình sẽ mở trứng nha. Mình có mua game pass rất là nhiều trong từ game này luôn các bạn. Mặc dù nói là mình không chơi từ game này nhiều nhưng mà mình mua khá là nhiều game pass ha. Trong đây thì nó không hiện rồi, nhưng mà chắc chắn mình mua khá là nhiều. Nội cái game pass mở lần 3 trứng thôi là các bạn thấy là cũng khá tiền đó, mấy trăm Robux á. 499 hay là 399 hay 699 gì đó. Một con snowball các bạn. 10 con pet giống nhau trong từ game này các bạn có thể max shiny nha. Ở đây mình có là 19 con Frost Angel hay max shiny nó. Khi các bạn max shiny thì các bạn hãy enchant nó nha. Enchant thì các bạn sẽ tốn phần quà tương đương thôi. Con bet ở thế giới nào thì các bạn sẽ tốn đơn vị tiền tệ thế giới đó. Con này mình đã có 12 con rồi, ok. Con Shiny Noborn là 1050. Như vậy con này mạnh hơn các bạn. Con này mạnh hơn mình sẽ tắt một con Rod Angel xuống nha. Hình Equip và cho con bet Shiny Snowball ra. Equip. Rồi, để lưu cái team đó lại các bạn hãy bấm vào Create New Team nè. New Gift. Đó, New Gift Team các kiểu ha. Equip và remove cái này đi. Như vậy các bạn đã có một cái team mạnh hơn. Hiện tại trong cái tựa game này chúng ta sẽ có thế giới là Candy, thế giới Toyland, thế giới Big World, thế giới Atlantic, thế giới Rainbow và Underworld. Mình nhớ là thế giới Rainbow này mình chưa mở được nè. Đúng rồi, 1 tỷ rưỡi tiền nha các bạn. 1 tỷ rưỡi tiền chúng ta sẽ mở được thế giới là Rainbow. 2 tỷ tiền chúng ta sẽ mở được thế giới là Underworld. Chúng ta chỉ tốn đơn vị là tiền thôi. Hiện tại mình đang có là 9 triệu 7 nè. Thì khu vực nào chúng ta bán là nhiều tiền nhất các bạn? Đó chính là khu vực Candy Can. Cho chúng ta mua Bubble Gum, tức là những cái đồ thổi, những cái ba lô mới nếu các bạn không mua ba lô không giới hạn. À, nhắc ba lô không giới hạn mới nhớ, mình đã mua game pass ba lô không giới hạn trong từ game này luôn nha các bạn. Mua lâu rồi, giờ khoe lại thôi. Nó cho chúng ta là nhân 4 tiền nha. Đây là khu vực nhiều tiền nhất, cho nên bạn nào mà chưa có mở được khu vực này mà muốn cày cuốc coin á thì hãy cố gắng mở đi. Rồi xong các bạn hãy qua đây để cày cuốc ha. Tại vì một cái Bubble Gum cho chúng ta 4 tiền, rồi sau đó nó multiplier với những con bet của mình nữa. Ok, thì vừa rồi trong video này mình đã quay trở lại và review các bạn phiên bản Giáng sinh của tựa game Bubble Gum Simulator. Hy vọng bạn thích video này và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.